Hazu Joshi được mệnh danh là một âm dương sư mạnh nhất trên thế giới. Tuy anh không hồng nhan nhưng mệnh vẫn bạc. Anh bị bạn bè của mình phản bội đẩy vào thế không còn gì để mất. Hazu nhận khá nhiều đệ tử, hết lòng vì chúng cuối cùng lại bị chính đệ tử mình phản bội. Anh vốn không thể xuống tay với tên đồ đệ này. Hazu cũng biết chuyện này có tay của quân triều đình nhúng vào vì chúng sợ với sức mạnh đông phương bất bại của mình sẽ khiến chỗ ngồi của chúng bị lung lay. Hết cách, Hazu thử một lần chơi lớn sử dụng thuật bí mật hồi sinh mình tới một thế giới khác. Không biết sau đó đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi mở mắt ra Ha đã là cậu ba của một gia đình danh giá có tiếng về ma thuật. Ông ba vừa mới kiểm tra thân thể cho cậu, kết quả là Seika không có nổi một mg ma lực nào trong người. Tuy là không có phép thuật nhưng Seika nhận ra phép thuật trong thế giới này chẳng có cửa so với âm dương thuật cũ của mình. Vốn đã muốn sống không sân si cho đời nó nể nhưng cậu anh trai gờ dây cứ tới chọc phá. Cậu ta còn định cho Seika một cú đấm thần trưởng thì lũ quạ mà ban nãy Seika gọi hồn xà xuống giải vây. Ông anh cả nghe tiếng ồn vội chạy tới xua lũ quạ rồi dìu cậu em vào trong nhà. Thời gian cứ thế trôi đi, mới đó đã tới sinh nhật lần thứ bảy của Seika nhưng không một ai trong gia đình muốn nhắc tới. Hôm sau vừa mới thức dậy, Seika đã thấy một cô hầu gái đứng trước cửa phòng, cô bé tên là Efa, cô tới là để trả cho cậu chiếc áo khoác mình tìm thấy trong bụi cây. Có vẻ như là GJ đã ném nó đi để chọc tức Seika, Efa định nói cho cậu thì Tào Tháo đi tới. Thanh niên ta vừa vác cái mặt tới đã khoe lấy khoe để mình sắp vào học viện ma thuật nổi tiếng cái mồm đang thao thao bất tuyệt thì ông ba cùng cậu cả tới gọi gờ dây ra sau vườn luyện tập ma pháp. Sayka muốn biết thêm phép thuật ở thế giới này có hình dáng như thế nào nên xin được đi cùng. Cậu cả lúc kể ra cũng đỉnh của chóp lại còn rất chăm chỉ luyện tập. Có mỗi gờ dây là có niềm đam mê chọc phá cả khịa Sayka. Biết cậu không có ma lực vẫn thách thức cậu thể hiện kỹ năng. Sayka cũng chẳng ngán bố con thằng nào cầm lấy que thử thai của bà tiên đi lên. Cậu vốn không muốn dùng tới sức mạnh âm dương sư của mình mà cái thằng anh vớ vẩn này cứ ép nên tạo ra một ngọn lửa màu xanh chưa từng có ở thế giới này. Seika nói với ông ma mình cũng muốn học ma thuật nhưng bị từ chối nhẹ vì ông ba nói cậu không có ma lực trong người. Seika không đòi gì thêm chỉ lặng lẽ học hỏi bồi bổ quả não cho tới năm 11 tuổi. Seika mạnh dạn thử triệu hồi một chiếc bét cưng. Là một em quái mình thu phục được khi ở kiếp trước. Lát sau một cô gái nhào tới như 10 năm không gặp chủ nhân gọi tên Hazu ríu tít mù. Nhỏ này là Yuki, là yêu hồ Cô rất tốt nhưng Seika rất tiếc vì anh chỉ làm thử xem có gọi được hồn ai hay không mà thôi. Cậu đang định cho nhỏ này quay về nơi bắt đầu thì Yuki biến hình nhảy tót lên đầu cậu vì nhất quyết không về. Hết cách Seika cũng đồng ý cho cô ở lại. Bên ngoài, Efa lỡ đụng chúng người G dây liền bị hắn làm khó làm dễ. Thanh niên này còn định dở trò vớ vẩn với Efa thì bị Seika ngăn lại. Anh ta cứ bị thích dơ nắm đấm mà ai dè Seika đỡ phát một làm anh ta phút chốc trở thành chúa tể đội quần tức tối bỏ đi. Efa dẫn cậu ra sau vườn, ở đó có một nhóc quái bị thương nên cô muốn nhờ xây ca cứu chú ta vì không muốn để lộ bí mật nên cậu kêu efa quay mặt đi trong lúc mình chữa trị cho bé quái nhỏ bé quái được chữa xong tí tởn chạy đi khiến efa cười tít mắt không chỉ xây ca có bí mật mà efa cũng có siêu năng lực nhìn thấy những tinh linh mà người khác không thấy mới đầu efa còn tỏ ra mình không biết gì cả nhưng không thể chối nên cô mới nói thật cho xây ca nghe về năng lực đó Lần trước cũng nhờ các tinh linh vây quanh áo khoác nên cô mới tìm thấy nó, nhưng trên người Seika lại chẳng có bé tinh linh nào lại gần cứ giống như chúng đang né cậu. Seika khá bất ngờ vì cậu cũng có ý tìm một đứa trẻ nào đó có tài năng giúp mình, cậu có thể thấy Efa lại có yếu tố lớn như thế. Vậy nên cậu đã chấm Efa là để mình dạy cho cô trở thành một người sử dụng linh hồn level thượng thừa. Từ hôm đó hai đứa cùng nhau luyện tập từ đông cho tới hè, từ năm 11 tới tận năm Seika lên 12, chẳng có năm nào mọi người trong nhà nhớ tới sinh nhật nên Seika cũng đã quá quen. Đã đen lại còn gặp gờ dây ngoài hành lang rủ đi tập kiếm chung. Bỗng có cô hầu gái hớt hải chạy tới báo một con quái vật đang tấn công dưới phố sắp chạy đến chỗ này. Gờ dây nghe xong sợ xanh mắt mèo còn chưa kịp làm gì, con quái đó đã chạy ẩm ẩm tới bên ngoài. Thấy Epha và một cô hầu đang ở trước tầm ngắm của nó, Seika đã phi như châu ra cứu. Cậu vẫn chưa làm gì thì một nhân hồn lửa đã cứu Epha trước. Thanh niên nghĩ là do Epha đã tạo ra nhân hồn đó mà không biết nó, con quái vẫn dai như chủ nợ nhà tới để không ai lo lắng, ca dụ nó chạy theo mình. Sau đó cho con quái lên bảng đếm số. Sau một chiêu khiến mọi người có mặt ở đó tung hô tên cậu như một vị thần. Ông ba chứng kiến toàn bộ cũng bị ngạc nhiên vì cậu con trai út này. Ông còn chuẩn bị một bữa tiệc gia đình nhỏ mừng chiến công to to của ca Nếu như ông ba và anh cả cảm thấy tự hào các thứ thì gờ dây lại phát tiết vì ghen tị. ca mạnh dạn nói với ông ba mình đã luôn chăm chỉ rèn luyện ma thuật nên muốn ông cho phép mình theo học ở học viện ma thuật. Ông ba đã đồng ý. Nhưng dù là nhà bá tước cậu vẫn sẽ phải qua được kỳ thi tuyển. Seik còn muốn cho Efa cùng nhập học để làm người hầu của mình. Cậu đã kéo cô ra gần cửa sổ để Efa thể hiện một chút năng lực. Cô cầm lấy cây đũa phép thuật rồi niệm chú, từng quả cầu lửa được tạo ra, tiếp đó là cả một ngọn lửa trung cấp khiến mọi người được thêm một phe hết hồn. Ông ba thấy thế cũng đồng ý cho cô theo ck gờ dây kịch liệt phản đối vì theo gia quy hai anh em không đi chung đường. Thanh niên ăn vạ mình phải là nhất càng phản đối Efa theo học cùng cậu út. Ông ba nghe cậu nói cũng hợp lý nên cho gờ dây chuyển sang quân đội đế quốc bởi vì nếu như Seika cùng Efa luôn nỗ lực rèn luyện ma thuật cùng nhau thì ông chỉ thấy gờ dây kiếm đi chơi cùng đám bạn a cay con chim cú GZ dây liền lên kèo gạ đấu với Seika nếu ai thua thì chim cút ra khỏi nhà ngay và luôn Seika chiều ông anh nhận kèo lúc về phòng cậu đang nói chuyện với Efa thì lúc đến tìm cậu cả đưa cho cậu út một hộp quà sinh nhật xin lỗi cậu vì thời gian qua không biết bắt chuyện như thế nào nên mới làm ngơ với cậu đến khuya Seika khui quà bên trong là một cây bút thủy tinh Yuki thấy đẹp nên chui ra tám một lát Xây ca cứ thấy có hiện tượng lạ nên kêu cô nút tạm. Té ra là gờ dây đang đứng dưới cửa sổ đòi xanh chín với cậu ngay đêm nay không thể chờ đến mai được. Nói là làm, gờ dây úm ba la ra một ngọn lốc xoáy lửa bao quanh xây ca mà chẳng si nhê gì với cậu ấy. Gờ dây liên tục đổi chiêu nhưng căn bản nó không có tác dụng. Để ông anh phát tiết chán rồi xây ca mới đáp trả nhẹ nhàng khóa chân làm gờ dây đứng hình tám chục giây. Xây ca đem ra hình nhân thế thân của ông anh bẻ nhẹ khúc xương cánh tay gờ dây đau thốn người mồm to sau lò so cũng bật phải xin đầu hàng rồi bất tỉnh nhân sự luôn nửa năm trước, Seika đã triệu hồi một hộ vệ quỷ một mắt của mình nhờ ông anh đi thám thính quanh núi theo kế hoạch đuổi con thần lằn khổng lồ xuống núi để cậu tiêu diệt nó lập công rồi nhập học rất nhanh ngày đi học cũng tới trên đường đi, Seika đã tặng cho Epha một sợi dây có gắn cỏ bốn lá làm cô nàng rất thích thú ngồi xe muốn tịt đường để đái mãi mới thấy một góc phố hiện dần ra còn ông ba ông đang ngồi thẫn thờ ăn mày quá khứ khi mình mới nhận nuôi ca Cậu thật ra là con trai của Rubert, em trai của ông không may mất tích trong lãnh thổ ma tộc. Ông không để ca tới trường quân đội vì sợ cậu bé này sẽ bị biến chất hoặc là trở thành dũng sĩ bảo vệ đất nước nhưng cũng có thể là ma vương hủy diệt nhân loại. Ông cũng không biết làm gì ngoài đẩy con trai mình tới đó tuy hơi có lỗi nhưng đây cũng là cách tốt nhất ông có thể làm lúc này. ca lúc này đã tới nhà trọ. Mỗi đứa một phòng làm ca có hơi chán đời một chút vì cô cũng muốn ở chung. Efa về phòng rồi. Zuki mới chui ra là một yêu hồ cái gì cũng biết cô cảm thấy Efa này hình như đã va chúng con đĩ tình yêu với Seika rồi mà cậu ta không để ý. Sáng hôm sau, đôi chim di cùng nhau tới học viện để đăng ký nhập học. Việc đầu tiên là đo ma lực, có tất cả bốn thuộc tính gió, lửa, nước, đất. Nếu có cả bốn thì quả cầu sẽ có màu trắng. Ngoài ra còn có hệ bóng tối, ánh sáng. Nó gần giống với thuật thức âm dương ngũ hành của Seika. Efa thử trước, tuy là hơi yếu nhưng cô là người chơi hệ lửa và gió. Tới lượt Seika nó còn chả có phản ứng gì cả. Xây ca nói mình không có ma lực, câu nói khiến mọi người xung quanh tỏ ra coi thường chủ tịch, còn nghĩ xây ca đi cửa sau để được vào học viện vì cậu là con bá tước. Đám đông còn đang bàn tán xì xào về chuyện của xây ca thì một cô nàng tóc cháy nhất phố tên Am đi tới, nhỏ này là thường dân thôi nhưng thần thái khí chất toát ra rất là lạnh lùng gơn. Cô đi tới bàn đăng ký mới chỉ chạm tay thôi quả cầu đã phát ra ánh sáng màu trắng chói lóa rất dữ dội khiến cô giáo cũng phải bất ngờ vì ba đời nhà cô chưa gặp trường hợp này bao giờ. ca vắt não suy nghĩ nãy giờ mới nghĩ ra, Tuy là màu tóc Am Du có hơi khác nhưng nhìn tổng thể thì cô rất giống với đệ tử của cậu ở kiếp trước. Cũng khiến cậu tò mò hơn về cô gái chẳng quen gì này. Sau bài thi viết, CK đứng tám với Epha một chút. Cô nàng đang lo lắng trời nắng vì mình chuẩn bị bài chưa kỹ nên sợ không qua phần này. Am Du đột nhiên đi ngang qua trên người còn có một thanh kiếm. Nó càng làm Seika tò mò về thực lực của cô. Sau phần viết là tới phần thực hành, mọi người sẽ được ném ra ma pháp trùng với hệ nguyên tố của mình. Tất cả sẽ phải niệm thần chú để qua phần thi này. Efa khiêm tốn thể hiện ném ra một ngọn lửa bá cháy bọ chết chúng ngay tâm bia khiến mọi người phải nhìn với ánh mắt khác bọt về cô. Cô còn muốn thi thêm lần nữa dùng ma pháp hệ gió phi nhẹ thủng luôn tấm bia. Tới lượt Seika, cậu mới chỉ đứng ra sân thôi là mọi người lại lời to lời nhỏ xôn xao về cậu. Dám coi thường chủ tịch và cái kết Seika tạo ra những ngọn lửa khác nhau để cả bọn phải trầm trồ. Không chỉ có hai người mà du cũng rất khá, sức mạnh cũng được xếp vào top đầu hứa hẹn là mạnh hơn cả Seika và Efa nữa. Qua một đêm. Tới sáng có kết quả nên đôi chim di rất nhau tới bảng thông báo dò tên. Efa lo lắng tuột độ sợ là mình sẽ trượt như trượt patin. Dò tìm một hồi, CK thấy tên mình ở vị trí số 3. Efa còn ghê gớm hơn trước cậu một bậc xếp thứ hai. Còn vị trí thủ khoa chẳng ai khác chính là am du tóc đỏ. Ngày đầu tới buổi khai giảng, Efa có hơi ngại vì chiếc váy của cô ngắn cũn cỡn. Đi ngang qua khu rừng, Seima cứ thấy có gì đó nên đi vào xem thử. Ai rè nguyên trận ma pháp được vẽ dưới đất nhưng vì không dám ở lại lâu nên cậu thả ra hai bé hình nhân ở lại theo dõi còn mình quay về học viện. Am Du thay mặt học sinh mới lên phát biểu, lát sau trận ma pháp có dấu hiệu được kích hoạt, ba con quỷ sừng dài ngoằng phá tường xông vào bữa tiệc làm hội trường hỗn loạn hết cả lên. Các thầy cô đứng ra ngăn lũ quỷ, xây quan sát một hồi cũng đến chịu vì không ngờ họ lại yếu đến như thế. Cậu định giúp họ một chân thì Am Du đã cầm kiếm đánh trả đám quái. Seika đứng quan sát thấy ba con quỷ này kỳ cục kẹo nên đã cho chim giấy đi thám thính tình hình tìm ra người triệu hồi quỷ đang ở trận ma pháp mình tìm thấy sau hàng cây. Cậu dặn Efa một câu rồi chạy tới đó xem thử. Con đầu đàn trông thấy Seika liền dùng nửa con mắt nhìn đời chê cậu là đứa trẻ trâu không thèm chấp. Nói xong gọi thêm ba đàn em tới chơi đùa với Seika mà chưa kịp làm gì đã bị cậu xử lý bay màu không dấu vết. Tên trùng thấy Seika có vẻ hay ho nên đòi xanh chín một trận, tự giới thiệu mình tên là Ga, quỷ chơi hệ kim loại điều khiển lửa và đất. Seika ném ra vài con hình nhân bằng giấy mà bị hắn đánh hơi ra. Những đòn tấn công tiếp theo của cậu cũng không có tác dụng gì cả. Ga ném ra một thanh đồ long đao. Seika nhanh chân né được mà vẫn bị sức bên má mất hết vẻ đẹp trai vốn có. Hắn ta lại tiếp tục xả chiêu. Seika còn chưa kịp ngáp tên trùng đã lại dịch chuyển ra phía sau nhân lúc cậu không để ý xin mất cánh tay phải. Seika vẫn bình tĩnh chán đoán Ga đang đi tìm một thứ gì đó. Bị nói chúng tim đen Ga bật mí mình đang đi tìm dũng sĩ. Không phải anh hùng trong chuyện cổ tích mà là anh hùng ngoài đời thật vì sẽ có một trận chiến huyền thoại giữa người và quỷ. Sau 12 năm tìm kiếm theo lời tiên tri, hắn tìm ra Dũng sĩ là một cô gái tóc đỏ sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng khiếp. Đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên Ga lại tấn công giữ thần dội làm xây ma bị mắc kẹt. Ga liền nhanh chóng hạ bệ cậu. Thanh niên quỷ này ngạo nghễ định rời đi thì quay ra đã lại thấy xây ca đứng trên mũi kiếm của mình. Cảm thấy không phục anh quỷ dùng lại chiêu cũ nhà kiếm mà lần này xây ca né phát một. Cậu bật chế độ bay lên rồi nhấn nút xả nước tạo ra vòng xoáy siêu to hệ khổng lồ quỷ được lại dùng phép dịch chuyển để đánh lén xây ca liền triệu hồi lôi thú cho anh ta nếm chút mùi điện mà cái con đầu mọc sừng này chẳng hề hấn gì ga mặt trâu vẫn lì như bò mồm oa oa vênh váo xây ca quyết định cho hắn một đòn sát thương chí mạng để dừng trận đấu lại xin phép được triệu hồi rồng thần của mình tới góp vui khứa này đã từng cùng xây ca chiến đấu ở trận cuối cùng của kiếp trước xây ca cũng tiếc nhưng chuyến này phải mượn ga làm bữa lót dạ cho bé cưng của mình ăn uống no say mà cái con rồng này không chịu quay về mà đòi đi báo nhà May là với bộ não 2K một bìa của chú ta thêm phần trí khôn dương vô cực của ca nên không khó để cậu lùa nó tự chui đầu cánh cửa linh giới. ca vội quay lại học viện tìm Efa, cô không sao vẫn còn đủ tay chân chưa mất cọng lông nào. Mấy con quỷ ở đây đã bị am du xử đẹp, nhìn cô ấy thanh niên thầm nghĩ nổi bật quá kiểu gì cũng sẽ lại bị kéo xuống. Nháy một cái đã vài tháng trôi qua, mấy đứa cũng vào năm 2 ở học viện. Bộ ba chiến thần đang in roi cái mu mừng thì đột nhiên hiệu phó kêu ca và Efa lên gặp mình có chuyện gấp hai đứa tò mò đi lên phòng gặp hiệu trưởng vừa mới nhìn thấy Sayka hiệu trưởng đã bị cậu làm cho bất ngờ cậu cũng ngạc nhiên vì hiệu trưởng là á nhân hiệu trưởng thích sự tự tin của Sayka khi tới gặp mình bà ấy còn quen ông ba ruột của Sayka nhưng mục đích chính của buổi gặp mặt hôm nay là muốn cậu và Efa tham gia giải đấu võ thuật tổng hợp được tổ chức ở Đế đô nói xong thì có một cô gái đi vào cô ấy là Mây Bồ học viện có hai ghế tham gia nên hoặc là Sayka đi cùng Efa hoặc là Mây Bồ quay về căng tin am du nghe hai đứa kể lại mà tức anh ách vì sao mình không được đi chung không chỉ cô mà xây cũng có mấy cái thắc mắc vậy nên cậu sẽ thay Efa theo mây bồ tham gia giải đấu theo như cậu đoán thì hiệu trưởng muốn mình chơi trận này để tăng danh tiếng cho trường am du cũng hết thắc mắc sao không chọn mình vì cô chẳng có hứng thú với những cuộc thi nhặt nhẽo đó còn về cô đàn em mây bồ đó thì hơi xem nhẹ cho rằng con bé tham gia để lấy thành tích mải nói xấu hang quá không biết mây bồ đang đứng phía sau nhỏ này cũng không phải dạng vừa chê lại am du mới là người luyện tập nửa vời Quá yếu nên mới không được chọn. Động tới ai chứ động tới Amzu coi như con bé xui. Cô mượn hai thanh kiếm ném cho Mabel một cái sống còn một trận. Seika đứng bên cạnh lỡ có trường hợp nào xấu sẽ ngăn hai người lại. Hiệu lệnh vừa cất lên Amzu đã chủ động tấn công. Ambo đỡ một cách nhẹ nhàng rồi phản đòn đánh bay thanh kiếm của cô. Rồi rời đi với điệu bộ rất chi là kiêu căng. Đến cả Seika cũng bị cô coi thường nhẹ nốt. Gần tới ngày diễn ra giải đấu. Đôi bạn trẻ lên đường tới đế đô còn hai cái đuôi này thì là tự đòi đi theo đến nơi hai cô nàng nhà ta hí hửng vì lần đầu xuống phố còn xây ca thì đang lên bờ xuống ruộng dư âm say xe, xe, còn mây bồ chẳng biết chạy đi đâu mất nhìn sơ đồ trận đấu nếu mây bồ và xây ca cùng nhau thắng thì có thể sẽ chạm trán nhau ở trận bán kết giải đấu diễn ra vào ngày hôm sau năm nay có thêm luật được dùng ma pháp nên đối thủ là ma pháp sư kéo về nhiều hơn xây ca là gương mặt may mắn đầu tiên ra sân đối thủ của cậu là dennis là một cựu quý tộc bị đá đít khỏi nhà tử tước vì tạo nghiệp anh ta tỏ ra khá là xem thường xây ca hiệu lệnh vừa có đã cầm kiếm xiên thẳng vào người cậu hắn ảo tượng mình thắng ai dè bị xây ca nhanh chân đá bay dính bẹp trên tường lúc vào cánh gà Duki khuyên cậu đừng nên quá nổi bật với lại khi nãy cậu đã dùng hơi nhiều thức thần cùng một lúc hiệp thứ hai là màn đối đầu giữa đệ tử số một của hiền giả phóc tên belen bên kia thì là cai đến từ đội hộ vệ của một thương hội phát đầu cai đã làm gì đó khiến belen đứng hình rồi dứt khoát không một động tác thừa cắt tiết belen luôn anh ta sau khi tiễn một người về miền cực lạc mà mặt không cảm xúc chút nào cả hội trường bên thì lo lắng bên thì phấn khích như nào cũng có. Seika sau một hồi quan sát tìm ra mẫu chốt cai đã nguyền Belen bằng ánh mắt tà nhãn từ con mắt đỏ của mình. Tới trận đấu giữa Bồ và Haozo, pháp sư có thực lực chuyên về ma thuật đất. Ông già ném một hòn đá về phía Bồ liền bị cô nhẹ nhàng trẻ làm đôi. Ông càng bắn dữ dội càng bị Mabel đỡ không lệch quả nào. Ông ta bị cô dọa cho đi thụt lùi về sau. Haozo đang chuẩn bị tạo ra một cú chấn động. Còn chưa niệm chú xong Bồ đã đánh tới cứ thế người dựng lớp tường để chắn người kia thì phá nó đi kiếm cô chẳng mấy chốc đã dí ngay trên cổ hao dồ mây bồ được gọi là dũng sĩ khiến cậu út nhà ta bị ngạc nhiên nhiều chút am du giải thích có lẽ thanh kiếm của cô trùng với một vị anh hùng nên họ mới gọi như thế nghe thế xây ca cảm thấy những suy nghĩ của mình về cô bé mây bồ này có thể kết nối lại với nhau ở một nơi nào đó trong con ngõ tối thui có một anh thanh niên đang buộc lá thư vào chim bồ câu ship hỏa tốc đi đâu đó shipper còn chưa tới bưu cục đã bị một con quạ cắp đi mất hút anh trai đó còn chưa hiểu chuyện gì thì Seika đi tới. Cậu hỏi vu vơ có phải anh ta là gián điệp của ma tộc. Đương nhiên là anh ta phải chối ngu đâu mà nhận. Anh ta đi tới chỗ Seika liền rút dao ra da tấn công mà bị dây leo của cậu túm chặt lại. Anh ta thề thốt mình sẽ không nhận tội gì cả. Thế nên Seika đã gọi bạn tới chơi đùa với anh ta một lát. Con mặt khỉ này sở hữu đôi mắt trống có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Mỗi tội không kiểm soát được nụ cười nên đọc đúng suy nghĩ của anh chàng này một cái là tự cười khoái chí. Seika bắt đầu từ câu hỏi ai là người đứng đầu. Tuy anh thanh niên không trả lời nhưng em quái vẫn đọc ra là bá tước boy bo fit và một vài người khác nữa. Họ đều là ma tộc nội dung lá thư có liên quan tới dũng sĩ. Seika muốn biết vì sao mây bồ lại là dũng sĩ. Câu trả lời là bởi vì năm sinh của cô trùng với năm trong lời tiên tri, đến giới tính và màu tóc cũng trùng. Ngoài ra còn có những lời đồn mà người bán tin đã nói. Cha hỏi xong, Seika giải lời nguyền đứng hình cho anh ta. Rồi thả anh ta nhưng là thả vào trong dạ dày của bé quái vì tên này cực kỳ nguy hiểm. Thả ra chỉ có hỏng hết cơm cháo. CK mở lá thư mà hắn định gửi đi nhưng chẳng hiểu vì toàn là mật mã tròn vuông tam giác. Dù sao thì cậu cũng đã nắm được những thông tin quan trọng, đặc biệt là học viện muốn để mây giả làm dũng sĩ, qua đó đánh lạc hướng ma tộc khỏi dũng sĩ hàng thật am du. Đối thủ tiếp theo của CK là một chiêu hồn sư nhưng không khó để cậu làm chủ cuộc chơi vượt qua dễ dàng. Phía bên mây bồ cũng nhẹ nhàng như theo chàng về dinh. Khúc gặp nhau sau cánh gà, mây bồ khuyên CK hãy từ bỏ giải đấu mà cậu không nghe chọc con nhỏ a cay con chim cú. Hiệp tiếp theo là ma pháp kỵ sĩ dây nát đấu với Kai, có được kinh nghiệm từ người đi trước dây nát vừa vào sân đã bật chế độ bảo vệ bản thân khỏi tà nhãn. Kai lạnh lùng thu nhỏ khoảng cách, anh ta liền bắn cầu lửa liên tội về phía cái mà không xi si như gì. Là bởi vì giống như mây bổ, anh chàng Kai có dùng một tấm khiên bóng tối bảo vệ từ phía trước. Đến cả đám golem mà dây nát triệu hồi tới cũng không quá khó để Kai xử lý phát một. Anh lao như trâu về phía Kai liền bị cậu giữ chân đứng hình luôn. Ngay cái khúc Kai định xuống kiếm thì trọng tài hô trận đấu kết thúc người chiến thắng là cai. Tối hôm đó, Seika nói với Yuki trận đấu cuối ngày mai mình sẽ cố ý để thua. Đang chuẩn bị đi ngủ thì Yuki biến lại thành hình người chui ra ngủ cùng làm thanh niên ngại chết. Seika nhận được thông điệp từ chú chim bên ngoài có kẻ đang đứng trên trần nhà chuẩn bị tấn công. Cậu đỡ lấy Yuki né đòn té ra là mây bổ. Cô nàng còn kéo cậu rơi tự do ra ngoài cửa sổ tiếp đất rồi dù đầu tiếp. Cũng muốn nhường mà mây bổ cứ sấn tới nên Seika đánh lại một đòn nhẹ nhẹ làm cô ả à hơi hốt trước sức mạnh của cậu. Nhân lúc có người dân đi tới Seika thì không để ý cô nàng đã bấm nút lượng khỏi đó mây bồ đứng ăn mày quá khứ một chút quá khứ thì xây ca từ đâu chui ra làm cô chuyển chế độ chiến đấu cậu nói mây bồ cứ bình tĩnh vì mình tới đây không phải để phang nhau chỉ muốn tâm sự tuổi hồng với cô một chút mà thôi xây ca biết cô đánh lén mình là muốn cậu bị thương để mai không thể tham gia giải đấu mây bồ năn nỉ cậu hãy rút lui vì cô cũng sẽ không để mình thua và chắc chắn cũng sẽ không nương tay nếu cậu tham gia mây bồ bị hoảng một trận vì xây ca biết cô là thế thân cho am du nhiệm vụ của cô là giả làm dũng sĩ chiến thắng giải đấu này để thu hút sự chú ý của ma tộc ca nói thêm mình sẽ đồng ý rút lui nếu như mây bồ bật mí bí mật đó cho cậu nghe thêm. Chân trừ một hồi mây bồ mới kể cô chỉ cần bị hạ dưới tay kiếm tà nhãn cai, như thế ma tộc sẽ tin rằng không còn dũng sĩ nữa. Thương hội mà Kai đang làm việc cho là tập hợp của những đứa trẻ có tài năng được huấn luyện trở thành sát thủ. Cô và Kai đều là người của hội đó. Thông qua giải đầu người ta muốn xem Kai đã có đủ điều kiện trở thành lính đánh thuê hay chưa. Nếu qua màn, thì sẽ bị đục một lỗ ngay hộp sọ rồi khắc ma thuật vào trong đó làm như thế mọi cảm giác đau đớn sợ hãi giận dữ hay do dự đều sẽ không còn nữa sẽ chỉ như một cỗ máy chết chóc biết nghe lệnh thế nên nhân cơ hội tham gia giải đấu này mây bồ phải vào được vòng trong cùng hạ bệ cai trả thù cho anh trai câu chuyện nghe rất logic nhưng mây bồ quên mất xây ca là chúa tể suy luận ông hoàng não nhăn nên cậu đã đoán ra cai chính là anh trai của cô mây bồ bị nói trúng phóc cũng không giấu nữa cô nhận mình là em gái cai trước khi diễn ra cuộc phẫu thuật đó CK quay xe ở phút 90 muốn mình thay mây bồ đánh trận này giúp cô bởi vì cậu nghĩ Kai cũng sẽ muốn mây bồ được tự do khuyên cô hãy về học viện. Cứ như thế, trận bán kết thứ hai diễn ra giữa mây bồ và CK. Cô nàng tấn công trước dùng diều tử thần của mình lao tới. CK né nhẹ một đòn dùng thuật điều khiển những tảng đá bay về phía cô. Mây bồ né phát một rồi phản đòn cho những con dao nhọn hoát lao thẳng về phía trước mở đường rồi cầm cây diều làm phá dứt điểm nhưng bị CK biến cây búa cô nặng như cả con voi ở bản đôn cậu còn khuyến mại cho mây bồ vài sợi dây thủy ngân giữ chặt cô không nhúc nhích nổi sau đó lại biến cây dìu nhẹ tênh rồi mượn nó giành chiến thắng tuyệt đối xây ca nhận vé đi thẳng vào trận chung kết đối đầu với cai vũ khí bí mật của thương hội cây sát thủ tà nhãn đầu hiệp đấu xây ca ra đòn trước nổ chút bom khói tung cú hỏa mù để che tầm nhìn đối thủ trước cho chắc chắn hơn cậu còn bắn thêm yêu hỏa về phía cai nhưng nhìn là thấy không xi si nhê gì lắm cai vẫn nhẹ nhàng thu nhỏ khoảng cách đến cả dây gai thủy ngân của xây ca cũng bị cai phá phát một ca triệu hồi ra một chiếc lưu quỷ, cai chẳng ngán bố con ai phản đòn, chọc tức anh quỷ anh liền cầm cây chùy gai góc của mình nẩng cho cai một cái đá cậu bay chín chục vòng nằm dài trên đất. Đột nhiên khắp người cai hiện ra những đường màu tím lịm tìm sim, ca nhận ra nó là nguyên ấn nên tạo ra một lớp kết giới khoa hồi sức nhưng không cứu được cai. Sau khi bị hộc máu, cai nhờ cậu chuyển lời xin lỗi của mình đến mây bồ rồi cũng đậy nắp quan tài ngủ yên luôn. Cảm thấy cai vẫn còn cứu được, ca bắt đầu uống Balasikula Obama để hồi sinh cai. Zuki hiện hồn nhắc cậu nếu làm chú này sẽ bị mọi người để ý vì hiện tại cậu đang phải che giấu sức mạnh. Seika dừng lại, trận đấu kết thủ sức cai cũng biến mất. Seika giành chiến thắng chung cuộc nhưng cậu đã từ chối nhẹ giải thưởng tham gia vào đội vệ quân. Ban nãy cậu đã lén dùng thuật thức để đưa cơ thể cai ra ngoài để mây bồ chôn cất cho anh ấy. Seika chuyển lời tới mây bồ không thiếu một chữ. Trước khi hẹo, cai đã nói xin lỗi vì cỏ bốn lá. Mây bồ khóc kể trước khi cai bị đục hột sọ. Cai lỡ tay làm vỡ chiếc kẹp tóc hình cỏ bốn lá mà mây bồ cực kỳ thích vì thế hai anh em đã cãi nhau một chút. Seika cùng mây bồ chuẩn bị quay về học viện, cặp đôi hoàn cảnh đã chờ hai người từ chiều. du muốn du đấu với mây bồ một hiệp nếu ai làm rơi vũ khí sẽ thua. Nói rồi hai đứa cầm kiếm lên bắt đầu hiệp đấu tại gia. du tấn công dồn dập làm mây bồ né mệt ẻ. Hai thanh kiếm vừa chạm trúng nhau, thanh của mây bồ liền bị gãy còn du xém ngã nhưng cô vẫn thắng. Trận đấu này Du chỉ muốn khoe một chút sức mạnh của thủ khoa để mây bồ đừng xem thường mình nữa với cả ở trường chẳng có ai là đối thủ của am du đâm ra chắn ngắt nên cô đã rủ mây bồ về học viện xây ca lên gặp cô hiệu trưởng cậu cũng nói luôn với cô mình đã biết chuyện mây bồ là thế thân của am du thế nhưng thương hội không muốn cho mượn mây bồ nên đã bán cô cho học viện vì họ biết cai sẽ đánh bại cô bà hiệu trưởng muốn xây ca cứu cô bé ấy ở chỗ mây bồ bà thấy cô bé có rất nhiều tài năng tuy còn nhỏ nhưng là tấm chiếu từng trải vậy nên bà mới để hai đứa đi chung để xây ca thắng cô bé như thế mới đưa mây bồ về học viện an toàn xây ca quay lại đám bạn mây bồ đã về lại hình dạng ban đầu không phải làm thế thân nữa nên thanh niên suýt không nhận ra kỳ nghỉ hè sắp tới mấy đứa đang tám về chuyến đi kỳ hè của nhau xây ca thì đã có việc để làm vì ông ba cậu có việc bận nên cậu sẽ thay ông tới vương quốc Atria để điều tra về rồng đột nhiên có anh chàng nhìn sang chảnh lắm đi tới tìm xây ca anh ta nói mình là đệ nhất hoàng tử của vương quốc Atria tên là cecilio lần này tới ngoài gặp xây ca ra thì còn muốn đi vòng quanh tham quan học viện ma thuật nhìn thấy efa thanh niên này đã xuống gối hỏi cô cố muốn sau này được lên ngồi chung bàn thờ với mình hay không. Efa từ chối nhẹ vì cảm thấy mình chỉ là nhỏ hầu của Seika làm gì dám trèo cao vì sợ ngã dập mông. Hoàng tử không một động tác thừa quay qua kêu Seika cứ ra giá, bao nhiêu anh cũng chuộc. Tám chuyện xà lơ một hồi, Seika cùng hoàng tử ra học kín về chuyện điều tra rồng. Anh kể lại sơ sơ cho Seika nghe hơn trăm năm nay rồng đã sống chung với con người ở vương quốc của anh. Trước kia nó còn cùng tổ tiên sông pha chiến trường mà chả hiểu thời gian gần đây, chiếc rồng lại quay ra phá đồng áng tấn công cả châu bò lợn gà con rồng này được nữ hoàng chăm sóc từ khi còn là quả trứng nghe thì hơi vô lý nhưng nó là truyền thuyết giang hồ đồn seka vừa ra đến ngoài đã bị mây bồ với cả am du kéo vào trong bụi vì tò mò muốn biết ca sẽ làm gì với efa thật ra thì đấy là quyền tự do lựa chọn nếu như efa muốn gia nhập tem hậu cung thì chắc chắn cậu sẽ không cản hai hôm sau hoàng tử cho người đánh siêu xe tới đón ck và efa tới vương quốc ngồi xe sương sương chín ngày con xe mới tới nơi non nước cứ phải gọi là hữu tình mà gần đây bị rồng phá nên mọi người đều bị dọa cho sợ hãi vừa mới nhắc tới thì có một siêu rồng bay vèo trên trời xả xuống dọa mấy đứa một chút đột nhiên có một câu thần chú gọi một con hổ kỳ cục kẹo nhào về phía con rồng dọa nó cắp đuôi lượn mất dấu anh hổ này nhìn thấy e pha liền chuyển mục tiêu sang cô may mà xây nhanh chân chặn chú ta lại chủ nhân của câu thần chú đi tới dùng một sợi dây ma thuật xích nó lại rồi thu hồi nó anh ta là một triệu hồn sư kiêm đội trưởng đội lính đánh thuê Hoàng tử hớt hải chạy tới mắng anh ta suýt nữa là làm khách của vương quốc bị thương. Hoàng tử giới thiệu để hai người làm quen. Triệu hội sư tên là Z, cũng được hoàng tử mời tới thảo phạt rồng vì hổ lava của anh ta dọa được nó. Seika khuyên hoàng tử nên nghĩ lại bởi vì hổ lava này chỉ dọa được rồng thôi, rồi con rồng sẽ lại bay tới chỗ khác và quẩy đục nước tiếp. Z nghe thế cay cú lắm nói mình diệt rồng nhiều rồi còn muốn ca đừng chen chân vào. Seika quay qua mắng nhẹ e pha vì cú ban nãy cô phải chủ động dùng ma thuật bảo vệ mình vì nếu lỡ cậu không ra tay kịp Hoàng tử nói đỡ xây ca cũng mặc kệ dặn cô lần sau còn như thế thì phải nhanh cái chân chạy đi không thì kêu cứu lên. Trong cô bé bị mình mắng cũng tội nhưng thôi cứ kệ. Xây ca nhớ lại kiếp trước, sư huynh của cậu đã bị một con yêu quái nhai nhùm nhòm ngay trước mặt mình. Cậu không muốn e cũng giống như thế nên mới mắng nhẹ vài câu. Đến chiều, hai đứa tới thư viện tìm tài liệu liên quan tới rồng. Trong sách nói khứa này đã được nở ra từ mấy trăm năm trước. Cuốn sách có nhắc tới việc rồng sống chung với con người nhưng chẳng có chữ nào nói quả trứng rồng được nữ hoàng chăm sóc. Rồi đến một ngày có thêm chiếc rồng được nữa bay tới cùng rồng cái sống trong rừng, khoảng năm chục năm sau đám rồng trở nên hung hãn, tấn công vật nuôi đe dọa con người. Đàn con chúng nở ra đều rời tổ khi đủ tuổi đi tù, tính ra thì từ mốc đó đến giờ cũng vừa hay tròn 50 năm, những vụ tấn công trước thì là vì rồng nuôi con nhưng lần này EFA nghĩ không phải vì rồng con nữa bởi rồng mẹ đã chẳng còn. Tới tối tối, EFA qua tìm cậu tham khảo ý kiến có nên đồng ý tới gặp hoàng tử hay không, ca chốt luôn cứ việc từ chối tại vì cô sợ ma nên cậu cũng cho Efa ngủ ké chia nửa chiếc giường. Thanh niên cũng tò mò nên hỏi Efa nghĩ sao về việc gia nhập hậu cung của hoàng tử nhưng lại lỡ làm cô hiểu nhầm mình vướng chân Ceka. Hôm sau vừa ngủ dậy đã không thấy Efa đâu. Duki chui ra góp ý có vẻ như Efa mê Ceka rồi. Ceka báo lại cho hoàng tử một câu mình sẽ lên ngọn núi mà con rồng sống để thám thính tình hình. Efa ra tiễn cậu tới bìa rừng dặn dò các thứ rồi mới chào nhau. Efa vừa quay về chị hầu đã tìm cô nói chuyện. Chị ấy nghĩ Sayka là quái vật vì các tinh linh không hề đến gần cậu ấy, nó giống như tránh chướng khi ma tộc. Efa vẫn có niềm tin không lung lay Sayka là con người vì hai đứa cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Chị Hầu vẫn nhắc cô nên tránh xa cậu chủ nhân này bởi vì không ai biết mẹ cậu ấy là ai, cũng không thể chắc có phải bà ấy là người ma tộc hay không. Nói rồi chị Hầu lảng sang chuyện khác dẫn Efa đi chơi quanh cung điện vài vòng. Nghe chị Hầu nói chỗ này không chỉ là nơi ở của vợ và các tiểu tam của anh, nó còn là nơi đào tạo các nữ quan tham gia vào bộ máy quản lý. Phần lớn các vương phi đều bắt đầu từ chỗ này nên mới được gọi là hậu cung. Cô còn khen hoàng tử là người uy tín, cũng muốn Efa có thể ở lại bên cạnh anh ấy. Còn ở chỗ xây cậu nhờ một bé tiểu yêu dẫn tới ổ rồng, mới gặp mặt anh rồng đã phun lửa đòi combat một trận. Xây phải gọi ra một bé yêu hét vào mặt rồng làm nó khụy xuống mà anh rồng vẫn rất hung hăng đòi chiến tiếp. Hết cách cậu móc tấm lưới đánh cá của hải vương ra trói anh rồng lại rồi mới đi vào tổ, không ngờ lại có một quả trứng to ủnh. Yuki thì cho rằng còn một cặp rồng nào đó ở quanh đây. Seika lại cảm thấy có khi con rồng đã tự đổi giới tính từ được thành cái sau khi vợ nó mất. Cậu nhớ bí quyết ấp trứng rồng là lâu lâu lật ngược nó nên cũng làm theo. Lật tới lật lui lật muốn mệt ẻ ả à ra nên cậu gỡ lưới cho anh rồng. Seika định đi về sau một ngày vật lộn mà chả hiểu sao anh rồng lại lấy đuôi giữ cậu lại. Lúc này, Efa đang ở chỗ hoàng tử. Anh đã cho luật sư các thứ chuẩn bị xong giấy tờ chuộc Efa. Cô nàng có hơi bất ngờ nhưng lại từ chối vì vẫn muốn có sự đồng ý của Seika hoàng tử vẫn nhất quyết làm tất cả mọi thứ mặc kệ xây ca có ừ hay là không thấy cô phản ứng dữ dội anh đã cho hai tên lính giữ e pha lại bật kết giới lên rồi làm tay cô bị thương để điểm chỉ vào tờ giấy chụp người cứ nghĩ kiếp này coi như hỏng thì bất ngờ anh rồng xuất hiện gõ nhẹ một cái đã làm lớp kết giới vỡ tan xây ca ngóc cái đầu lên giải thích tại vội về nên mới búc anh rồng đưa túm cái nư lại là cậu cần có một người biết dùng ma thuật hệ lửa đi cùng để giữ ấm cho quả trứng nhìn chung thì cũng chẳng mong chờ gì vào người của hoàng tử sẵn có cây nhà lá vườn Efa cũng là người chơi hệ nhiệt nên gọi cô đi luôn. Efa không chần chừ gì chạy tới, hai đứa cưỡi rồng tới ổ rồng, còn chưa kịp làm gì con hổ la va lại mò tới, Z cũng kéo bầy kéo lũ đến góp vui. Anh ta đã nhắm vào quả trứng ngay từ đầu mà giờ xây ca lại chen vào nên tới để tính sổ. Z tỏ rõ là mình coi thường năng lực của cậu cho bé hổ nhào tới trao đổi chiêu thức. Efa xả chút nước đẩy con hổ lên rồi thả rơi tự do cho Z biết một chút thế nào là lễ hội. Thấy tình hình không ổn Z lại dùng cuốn sách vớ vẩn của hắn ra lệnh cho đám đàn em xông lên. Seika nhẹ nhàng đáp chiêu thả ra một luồng khói trắng tiễn bay màu hổ lava, thêm sự góp mặt của anh rồng dọa đám đàn em chạy té khói. Seika cho mấy lùm cây túm sạch từng đứa, Z lại định tạo nghiệp thì cuốn sách đột nhiên bốc cháy giữ thần dội. Té ra tác giả là Efa khiến Seika ca vui lắm vì ma thuật của cô đã lên một level mới, hai đứa dẫn theo đội Z quay về kể lại cho hoàng tử. Còn chuyện rồng thay đổi thất thường là vì nó đang ấp trứng, Seika ca đã giúp anh rồng chạy vậy cả buổi trời nên mới làm thân được với chú ta cậu nghĩ giúp rồng ấp trứng sẽ khiến hai bên càng thân nhau hơn mà hoàng tử phản đối tại vì chuyện xàm xí như này không đời nào thuyết phục được bên nghị viện hoàng gia hoàng tử muốn xây ca thảo phạt nó vì anh là hoàng tử cần có thành tích để trở thành người kế vị xây ca từ chối liền bị anh cho người bắt lại xây ca cũng định cứ để mình bị bắt trước ai dè lại phát hiện ra anh ta cố tình chơi đều vì nhắm vào e pha xây ca kiểu bố mày nhịn mày hơi bị lâu rồi đấy gạt tay anh ra phổ cập cho anh ta một chàng xem lại cách sống của mình Chị hầu đứng xem bật cười thành tiếng nói mọi người bình tĩnh hãy để Efa chọn. Vẫn là câu nói đó Efa không có ý gia nhập hậu cung. Bà chị kêu hoàng tử nên từ bỏ đi rồi xin lỗi xây ca vì chuyện ban nãy. Trước khi tiễn hai đứa quay về học viện, chị hầu đã tặng cho Efa một chút tinh linh ánh sáng hàng hiếm của mình. Về đến học viện, xây ca kêu Am Du tới nhà mình một chuyến vì ông ba muốn gặp cô bạn kiếm sĩ dùng được toàn bộ thuộc tính của cậu. Với cả cậu cũng muốn giới thiệu bạn bè của mình cho gia đình nên rủ luôn mây bồ cùng đi. Thật ra thì Seika chẳng muốn về nhà cho lắm vì chẳng muốn dính vào chuyện chính trị của ông ba, tại vì có một vị khách tới dinh thự, cũng là người muốn gặp cậu và Amju. Hôm sau, cậu cùng đám bạn quay về nhà, lâu không gặp cậu cả mà nhìn mãi mới nhận ra vì nhìn lúc rất ra dáng của một lãnh chúa. Còn ông anh hai thì vẫn thế, chán chả buồn nói, được cái trong mặt phải phẫn cả lên vì thấy bị hợp với môi trường quân đội cầm kiếm thay vì cầm bút. Được cái anh ta nhớ dai vẫn chưa quên vụ ăn hành nên đòi Seika du đấu tiếp, Am Du mãi hôm nay mới được nhìn giao diện của kẻ thích bắt nạt thằng bạn mình nên nhận kèo thay. Seika cũng đồng ý vì mảng kiếm pháp Am Du giỏi hơn cậu, nếu gờ dây thắng thì cậu sẽ đấu tiếp với anh. Am Du cầm kiếm tấn công liên tục, nghĩ mình sẽ thắng mà không ngờ lại bị gờ dây hất rơi mất thanh kiếm. Cô mắng anh ta vì lén dùng ma thuật lừa cô mà gờ dây cứ thích vênh cái mặt lên vì với anh ta chỉ cần là thắng thì dùng trò nào cũng được. Am Du muốn đấu lại mà anh ta chẳng chịu chỉ muốn solo với Seika vì nghe giang hồ đồn cậu đã chiến thắng giải đấu võ thuật. CK hết cách nhận lời thì một chị gái đi tới nói với gờ dây quyết đấu như này là chuyện lớn của một thánh kỵ sĩ. Với cả trận đấu này cũng chẳng đem lại điều gì vì cô biết thừa gờ dây sẽ thua. CK còn đang thắc mắc cô gái này là ai mà mới chỉ nói một câu đã làm gờ dây không đấu nữa thì anh giới thiệu cô ấy là thánh công chúa Fiona. Theo như CK biết thì công chúa này là con gái của một vua nữ và anh vua nên được gọi là thánh công chúa. Cô cũng là vị khách muốn được gặp Amzu vừa cảm ơn hai người đã đồng ý gặp xong liền ngỏ ý ước gì hai đứa thành thánh kỵ sĩ của mình có thể cùng mình quay về vương đô hôm sau mấy đứa cùng công chúa xuống phố đi đu đưa, đưa đi công chúa cứ nắm tay xây ca rồi nói sợ bị lạc nên mới làm thế đi ngang qua một tòa nhà đang xây đột nhiên dây thừng kéo bó gỗ bị đứt rơi xuống ngay chỗ công chúa gờ dây liền úm ba la ra một bàn tay khổng lồ che cho hai người có vẻ như màn cứu mỹ nhân này công chúa hơi hụt hẫng vì không phải xây ca cứu sự cố này làm mọi người để ý nhiều quá nên mấy đứa nên phải quay về trước khi có biến. Seika đã mua tặng cho công chúa sợi dây buộc tóc, còn tự tay búi lên cho cô làm công chúa vui lắm. Về tới nhà, dây đã bật mí cho Seika biết một bí mật của thánh công chúa. Sự có mặt của cô là lời tiên tri cho sự xuất hiện của dũng sĩ và ma vương. Cô đòi gặp am Du như thế chắc chắn nhỏ ấy là dũng sĩ. dây dặn cậu em nên cẩn thận vì công chúa có khả năng nhìn thấy tương lai của đất nước vì mẹ cô là vu nữ tiên tri. Chả hiểu sao công chúa rất có niềm đam mê với xây ca mà cậu cũng rén nên tránh mặt. Gặp Am Du vừa mới đi đấu kiếm với gờ dây về cao có vì toàn thua anh ta. Biết xây đang trốn công chúa, cô nói cậu cứ tới gặp thử vì mai công chúa về rồi. Xây biết cô đang chơi cờ một mình nên tới làm vài ván giao lưu. Công chúa muốn chơi cược ai thua sẽ phải làm theo một điều người thắng nói. Hai đứa chơi vừa quính vừa nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, cuối cùng vẫn là công chúa thắng. Xây ca lỡ miệng nhắc tới chuyện công chúa nhìn thấy tương lai. Cô cũng không giận gì vì cũng đang chưa biết phải nói thế nào cho Seika nghe. Nó giúp cô biết ý nghĩa mình được sinh ra nhưng sức mạnh này nhìn được tương lai của đế quốc cả không thể thay đổi được. Công chúa đã nói rất nhiều thứ về mình cho Seika nghe, có những câu chuyện vô tri làm cậu cũng phải cười phá lên. Còn chuyện mà công chúa muốn Seika làm theo thì cô sẽ suy nghĩ thật kỹ. Hôm sau, đám bạn cùng công chúa chuẩn bị quay về học viện, cậu cả lúc dặn dò một lượt đàn em rồi mới chào nhau. Ngồi trên xe thấy Seika cứ ủ rũ vì say xe, xe. gờ dây còn chả dám tin đấy là điểm yếu của cậu đột nhiên xây ca hỏi một nhóm đạo tặc sẽ có bao nhiêu người vì chim cò của cậu phát hiện một nhóm người đang đứng trên vách núi bọn chúng định tấn công vào xe xây ca ngồi cơ nhưng mà bị nhầm lâu rồi thanh niên mới được vận động nên cũng ham hố nhảy lên nóc xe làm vài đường cơ bản cái đội này làm đạo tặc mà không xem ngày gặp chúng xây ca coi như bọn chúng đen cung tên đã chẳng làm gì được xây ca rồi đến cả tên pháp sư đi theo cũng chẳng động nổi tới một sợi lông đầu của cậu tên chỉ huy sai đàn em chuyển mục tiêu vào người trong xe gờ dây chờ mãi mới thấy được réo tên công chúa muốn bắt sống toàn bộ nên xây ca giúp một tay cô muốn biết ai là người đứng sau bọn chúng nên lôi cổ toàn bộ về đế đô công chúa cũng biết trước sẽ bị chặn đường nên mới chuẩn bị nhiều xe giả đi cùng mọi người chia tay công chúa và gờ dây ông anh này của cậu xem ra đã hết ghét xây ca rồi một ngày nữa lại tới hiệu trưởng muốn xây ca làm học sinh đại diện cho lễ khai giảng xây ca không muốn lắm nhưng vẫn phải làm nếu muốn là một học sinh bình thường ở bên ngoài đế đô tem ma tộc đã kéo nhau tới trước cổng thành bọn chúng chọn nơi này là bởi vì tổ tiên bảo chúng tới tên đầu đàn là john lên kế hoạch cho anh em sẽ dồn học sinh của học viện rồi mới càn quét nếu ai thấy dũng sĩ phải phát tín hiệu ngay vì mục đích chính vẫn là diệt dũng sĩ vì nghĩ nơi này sẽ chẳng có mối đe dọa nào nên cả đám tự tin đi vào ai rè gặp ngay đám sương mù mờ tịt chẳng thấy gì sất tên quái cao to đen hôi phải bật lửa lên soi đường anh ta nhìn thấy có hai học sinh đi tới nên đã tấn công hai đứa nhóm thứ hai là thỏ con và ma nữ ngủ trong rừng cũng nhẹ nhàng lẻn vào trong đi một đoạn thấy phía trước có tiếng động nên thỏ ngọc cho hai con pet lên xem thử lát sau quay lại chúng đem về một thứ lạ lúng tên tóc bạc thì đụng độ với mây bồ thay vì đứng nói chuyện cả hai chuyển sang chế độ chiến đấu táng thẳng vào mặt nhau mới đầu tên đỏ ngỏm này còn xem thường mây bồ vì trông cô nhỏ con cho tới khi ăn chọn một đòn tấn công mới tá hỏa nhận ra thật không ngờ nhỏ mà có võ mây bồ bị hất bay mất cây diều thần trưởng nên phi hai con dao tới đâm trọt vào tay hắn rồi trói hắn lại tên quỷ đỏ gồng một cái đã làm sợi dây tím bung hết cả ra thời tới hắn dùng cái gậy gỗ định là gõ đầu mây bồ một cái mà bụi tan đã chẳng thấy cô đâu nữa còn mỗi cái hình nhân dưới đất mấy đứa gặp nhau ở chỗ tên trùng cả bọn đều thấy chỗ này bị làm sao ấy ai cũng nhặt được mấy con hình nhân kỳ lạ tính rút lui thì va vào vào hát của xây ca tên quỷ đỏ nhanh nhảu lên trước còn chưa kịp làm gì thì đầu đã lìa khỏi thân lăn lóc dưới đất ma nữ ngủ trong rừng lên tiếp chưa dùng con mắt thứ ba của mình chơi đùa với cậu xây ca lại mở cửa linh giới triệu hồi anh bạch xà ra chơi với cô à Thẻ lưỡi một cái đã làm con mắt thứ ba của cô quay cuồng trong mơ hồ rồi cả người cô rơi bẹp xuống đất luôn quỷ thỏ thấy thế liền gọi em quỷ của mình ra để dụ dỗ bạch xà cậu ta rất tự tin ván này mình sẽ thắng xây ca đã nhắc nhẹ cậu ta nên chạy đi mà cứ không nghe kết quả là cả thỏ lẫn thú đều vào bụng bạch xà tiêu hóa hết con mắt nhìn đời của john còn phát hiện ra xây ca chính là ma vương anh ta kêu quỷ đầu bò mau quay về báo tin còn mình ở lại câu giờ anh ta dùng kiếm tạo ra một vòng tròn ma pháp che tầm nhìn của xây ca để đồng bọn chạy trốn sức mạnh lớn quá nên anh ta cũng bỏ mạng ngay sau đó. Còn tên quỷ đầu bò cũng chẳng chạy được xa vì Sayka đã sớm dùng thuật chú dán lên người hắn, có chạy cũng không thoát. Mây Bồ hớt hải chạy tới thì Sayka đã xử lý xong toàn bộ. Cậu dặn Mây Bồ đừng có nói với ai, lễ khai giảng đã bắt đầu. Mấy đứa đang rất in enjoy cái mu mừng thì chả hiểu sao tem kỵ sĩ tới tìm Am nói cô phản bội đế quốc, đã giết hại đặc sứ đến từ ma tộc tới thăm học viện nên bắt cô đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Zeke lên tìm hiệu trưởng bàn về chuyện này đúng là ma tộc có tới đây và người quét sạch bọn chúng. Là ca nhưng phía đế quốc không thể nghĩ ra cái lý do xàm le để bắt dũng sĩ như vậy được. Hiệu trưởng nói ca cứ chờ đợi xem quân triều đình xử lý chuyện này như thế nào. Zeke bên ngoài thể hiện ra là mình sẽ đợi nhưng cậu rất nóng lòng cứu người nên đã triệu hồi bế rồng từ linh giới. Yuki khuyên cậu đừng manh động vì đối thủ lần này có thể sẽ là những thế lực điều hành vương quốc. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì cậu sẽ lại như kiếp trước. Thế nhưng nhìn cậu rất quyết tâm Duki cũng không dám ho he gì thêm. Cậu nhảy lên lưng rồng phi thật nhanh tới Vương đô tìm Am Du, dễ dàng đi một cách công khai vào lô đài từ đường trên. Cậu còn sẵn sàng chơi tới bến với đám lính canh chỉ với một làn khói nhẹ nhàng vừa né đòn vừa tấn công. Vừa xong một tốp lính thì lại có thêm một tốp lính nữa mò đường vào chỗ chết. Đã nhắc nhẹ cấm có ngăn mình mà không nghe nên Xây Ca vừa thổi ra một luồng khí nhẹ nhàng quật vài đứa rồi gọi ra một em quái giúp mình xử lý chỗ này. Sau đó cậu tới phòng giam Am Du đưa cô đi trốn. Cô sợ sẽ ảnh hưởng tới cả nhà Xây Ca nên khuyên cậu về học viện chờ, rồi mình sẽ được thả cậu đã nói cho am du nghe chuyện cô chính là dũng sĩ trong truyền thuyết người được chuyển sinh vài trăm năm một lần cũng với ma vương họ sẽ có lý do để giết cậu dù ở thế giới nào cũng thế vậy nên hai người cần phải đi trước khi trời sáng bất thình lình gờ dây đi tới công chúa cũng có mặt cô muốn giải thích một vài chuyện với xây nơi này vốn là một vương quốc nho nhỏ phải dùng quân dân đấu với ma tộc sự xuất hiện của dũng sĩ là thứ vô cùng to lớn thế nhưng bây giờ mọi thứ đã khác dũng sĩ và ma vương đã là những thứ cổ lỗ sĩ sự tồn tại của dũng sĩ sẽ là mồi lửa của chiến tranh. Công chúa nghĩ rằng ma tộc cũng nghĩ như thế nên mới ám sát dũng sĩ để dập tắt nó. Quan trọng hơn chỉ cần có Seika ở đây, du sẽ không thể đạt tới ngưỡng cao nhất. Công chúa muốn cậu quay về học viện còn du cô sẽ tìm cách cứu cô ấy như để thực hiện lời hứa chơi cờ. Seika không tin lời công chúa nói. Cô cũng hết cách nên để hai người bỏ trốn. Gờ dây thì ra giải tán binh lính. Công chúa cũng đã chuẩn bị xe ngựa cho cả hai vì không làm theo lời đã hứa với công chúa. Seika đã cứu những binh lính mà mình làm bị thương. Sau đó thì đường ai nấy đi, chỉ là Seika đang đau đầu vì không biết đi xe ngựa kiểu gì. Đôi bạn trẻ quyết định sẽ đi về nơi xa xôi có nắng cùng làm mạo hiểm giả sống qua ngày, đến một đất nước mới học điều mới, ảo ma hơn là gặp lại Efa và Mabel. Bộ phim đến đây là hết mất tiêu rồi. Đừng quên like chiếc video này tặng chúng mình một lượt đăng ký kênh nếu như đây là lần đầu tiên nhìn thấy chúng mình trên Youtube. Bật luôn quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những chiếc phim hay ho hơn nhé. Hẹn gặp lại!